Yo và hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Xin Chấm Cái Mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến tiếp từ game ARK nha các bạn ơi. Thì để coi cái tập trước mình đã thu thập đủ artifact và mấy cái nguyên liệu để mà chúng ta tiến hóa được cái con Legendary, rồi con Alpha mà lên Legendary nữa các bạn ơi. Mạnh vãi tèo luôn. Đây, chính hắn. Cái con này mình không biết là mình có dùng nó để mà quánh lại được cái con The World Boss hay không nữa. Các bạn nghĩ coi, mình có nên làm thử không ta, không biết đánh lại không trời. Có bạn kêu là cái con này nó được miễn nhiễm với lại cái chiêu O của con này đúng không, là nó không có được nhiều đam, là âm 2 tỷ đam hay là 2 tỷ đam đâu. Cho nên là các bạn kêu mình là nếu mà đánh nó đó thì chúng ta phải dùng đến cái cách đó là gọi đẻ ra để mà đánh nó. Mà đánh nó được cái gì thì mình cũng chưa bao giờ biết nữa, tại vì mình đã đánh nó bao giờ đâu. Còn cái việc mà spawn mấy cái con như kiểu con mấy con boss này nè, mấy con Raphus hay là Warchef á, thì khi mà xâm ra thì nó sẽ là thuộc quyền sở hữu của mình luôn đúng không. Uầy, để mà kiếm được mấy cái đồ mà chúng ta có thể triệu hồi ra con này thì nó hơi bị căng, các bạn biết sao không? Nó thiếu là đây ta 10 cái essence nè, cái shadow thì mình làm được, cái trophy thì ok không sao, ra phết co được. Cái này nó chế bằng từ mấy cái artifact thôi, nhưng mà mình chỉ sợ là mấy cục artifact này á nó khác với mấy cục artifact ở trong map nè. Đó, tập trước mình tìm cái đồ để mà chế mấy cục co á, thì nó cho mình mấy cái artifact như là Brute nè, Cleaver nè. Còn cái Raphus con này thì nó lại cần mấy cái cục artifact của cái map khác nè, Chao, Row, Rap gì đó. Thì bây giờ mình phải là đi đánh mấy con boss đó, thì nó sẽ cho mình được một cái trụ, rồi cái trụ đó nó sẽ spawn ra mấy cục artifact cho mình. Đó, thì nó mới giải quyết được cái bài toán mà chúng ta cần artifact để làm mấy cái này nè. Rồi vấn đề còn lại á là mình chỉ cần đi tìm và đánh mấy cái bọn boss Dodorek nè, mấy cái con boss, rồi đánh mấy con Warden nữa để mà lấy mấy cái cục Warden Element, Warden Trophy á. Hôm bữa mình đánh được mấy con Warden rồi, nhưng mà cần nhiều lắm thì mới có thể làm được mấy con này. Tập này để mình cầm mấy con này mình qua mình gì ta thử gì đó, thử quánh cái con The World Boss coi, chúng ta mình giao lưu võ thuật một tí với nó, không biết đánh lại không nữa. Nhưng mà mình nghi là mình sẽ cái phần trăm mình chết khá là cao đó. Nếu mà đánh được con đó xong á, hoặc là mình chết á, chắc là mình sẽ đi tìm làm sao mà để bắt được con này nè các bạn ơi. Để coi cái này để làm cái gì ta. Hình như là mình phải đánh cái con Mega các bạn. Đánh cái con Mega Ripper á. Không biết là đánh nó chết nó cho mình trứng, hay là mình bị nó chích trong người xong rồi mình đẻ ra cái con nó giống như là mấy cái con Ripper Queen bình thường ta. Cái này mình không rành nha. Đó, nó có mấy cái Alpha Ripper DNA nè. Thôi, nãy giờ nói hơi nhiều đúng không? Để mình qua cắt bớt đồ đó, cho nó đỡ loạn đồ đi. Mình cầm mấy con Legendary T-Rex này mình qua mình quánh lộn với cái con The World Boss coi, không biết đánh lại hay không đây. Nghe đồn của nó mạnh dữ lắm. Cái con này mà chết nữa thì thôi, xin vĩnh biệt cụ. Mình sẽ lấy mấy cái đồ nào mà xịn nhất để bây giờ cho nó giáp dũng các kiểu. Nào, để mình coi mình có cái armor. Hôm bữa mình có một cái armor gì mà nhiều giáp lắm, nhưng mà mình để cho con nào ta, hình như là cho con Dodo thì phải, đúng không ta? Siêu gà vô địch. Con này có cái yên 800 mấy giáp đúng không ta? Ủa, không phải. Yên 800 mấy giáp mình để cho con nào ta? Quên mất tiêu rồi. Trăm mấy.
hình như là mình bỏ qua cho một trong hai con Indo á, Indo hoặc là cái con Gigan bên kia kìa, để qua đó mình lấy luôn cho có con này nó cầm giáp xịn sò lên đi. Con này nó có 420 triệu máu thôi, con kia nó tới 1 tỷ máu lận. Ây da, lắc lắc. Bạn thông cảm nhá, mới vào game cho nên là nó hơi bị lắc xíu thôi. Nó phải đây. Đây rồi. Cái Ascend Armor đây. Con là dành cho con này hết. À quên, mình còn một cái con rồng lửa mình chưa bắt nữa. Mình đang thiếu các bạn một con rồng riêng tiến hóa lên lửa nè, một con tiến hóa lên Infernal nè. Để hồi nữa mình tìm mấy con đó rồi mình tiến hóa sau nha các bạn. Rồi, đi. Tạm thời mình cứ để con T-Rex bên đó đi. Mình bay qua bên chỗ cái con The Warbot chứ. Bánh lộn nó thưởng tí coi. Ui da, lắc. Này là quen rồi. Đậm chất ở trong kênh mình luôn. Tại vì máy mình nó hơi bị yếu quá. Bây giờ mà đi mấy cái khu nào mà mới á, là sẽ bị giật một tí. Do nó phải tải mấy cái đồ hoạt ở đấy. Con rồng gì đây? Từ. Flame Drake là con này. Ui, từ từ nha, ở bên kia nó có một cái con gì nó có máu đó kìa, như là con boss hay sao á. À đù, cái con này mình mới thấy luôn nè, được ra kia. Con mà con này đẹp. Ý Flame Drake, con này bắt nó thì mình cho nó ăn một cái Golden Treat các bạn ơi. À đù. Đây rồi. Thì ra là cái Golden Treat là để làm để bắt con này à. Được, đợi xí các bạn ơi, để mình về nhà mình lấy cái Golden Treat mình tem thử cái con này coi. Thấy cái con rồng rồi nó bé vậy đó, mạnh hay không? Một cái Golden Treat thôi là được. Rồi đi. Con này là hệ Flame nè. Không biết là nó cho đồ gì không đây. Tiến hóa lên được hay không? Ủa? Đâu ai? Ủa? Ơ kìa, chấm hỏi. Rồng ở đâu rồi? Úi dồi. Hôm nay nó tỉnh. Vô lý. Nếu mà nó tỉnh thì nó phải tấn công con rồng mình chứ đúng không? Đằng này là nó biến mất các bạn ơi. Sao kỳ vậy ta? Không hiểu luôn. Ây da. Ôi, ở đây có con rồng gì mà Chobika Crystal Weaven Here. Ôi con này hệ mới hả ta? Ôi, như con này có vẻ là hệ mới sao các bạn? Wow. Nhưng mà cái con này nó có lấy trứng được không? Con này có như rồng mới. Chết cổ luôn rồi. Rồi không được gì luôn. Trời ơi. Nhưng mà mình mất cái con Flame Drake kia rồi. Ngu người. Đâu rồi? Con quỷ The Warbot giật mình ạ. Trời ơi, làm cái quái gì mà nó lắc dữ vậy trời, nhiều thú thế luôn á. Ở trong đây không ta? Vô. Đây rồi. Cái gì mà cứ đàng đàng ở đây vậy ta? Đợi tí nha. Ui cha. Cái gì mà nó cứ đùng chiếc chiếc luôn. Sắp Riffin
gì vậy đại hiệp, hết hồn mày. Wow, cái con này bây giờ là đánh nó phải gọi đẻ đúng không? Ý các bạn là vậy đúng không các bạn? Ui, có con Valentine tao biết đẹp gì. Con xét à. Con này thuộc hệ con xét. Đó, bây giờ là mình dồn hết đồ cho con này rồi đó nha. Nó ăn hay thua gì là do nó thôi. Đó, giáp là cũng đã 1.700 là nhiều lắm luôn rồi. Con này 1 tỷ máu luôn. Bây giờ gọi đẻ bằng phím nào ta? Thế rồi. Bây giờ gọi đẻ mà làm sao ta? Từ các bạn nha. Coi cái nút gọi đẻ là cái nút nào vậy? Quỷ này. Đúng không mày? Gọi đẻ là gì ta? Control Wii đúng không? À đây rồi, chơi đi mấy đứa. Đưa đi. Tao mình xem cái dàn đèo mình có đánh được con này không đây các bạn nhìn nhá. Biết chơi lại không đây. Cắn. Ồ. Mày sợ thế. Từ từ anh ơi, em sợ anh ơi. Trời má nó khè con mình kìa các bạn thấy không. Super regeneration. Gọi để nó đánh tiếp. Để đánh lại không đây. Con này trâu vãi nồi các bạn nhờ. Remote fear nữa các bạn nhờ. Quá trâu đi mà.
Nó gọi đẻ mình cũng gọi đẻ vậy. Ô, nó lại hồi full 100% máu rồi kìa. What the heck? Ủa, sao nó hồi đầy máu rồi kìa. Nhanh vậy. Ui, không ổn các bạn ơi. Ui. Kiểu giờ là mình phải cắn nó liên tục các bạn ơi, chứ không thôi là nó sẽ hồi máu nhanh lắm. Đó, mình cứ chắc là phải treo để nó cắn như đi. Tầm một khoảng thời gian á thì nó sẽ hồi lại phun máu liền à. Đó, mình nghĩ là mình cứ cạp chay như vậy đi, một thời gian sau rồi nó sẽ chết thôi. Không cần phải chơi chiêu khác đâu. Mình rút kinh nghiệm đi, tại vì nó hồi máu nhanh lắm. Con này The World Boss mà nó còn chơi bẩn, các bạn thấy sao không? Nó chơi nó hồi máu kìa. Đó, nó lại hồi máu nữa kìa. Mẹ, cái con này chơi bẩn thật sự. Chơi bẩn, chơi đúng bẩn luôn các bạn nhờ. Lại hồi máu, chơi chó thật sự. Có cách nào mà để counter được cái hồi máu của nó không ta? Hồi là nó sẽ hồi đầy máu à. Chơi dơ thật sự. Các bạn thấy con này chơi dơ không? Mình tưởng cái chiêu này là giúp stun tu được con này chứ, nhưng mà không tu được các bạn ơi. Ây à, con này giờ làm sao để mà có thể giết nó được trong một bước nhạc cho ta. Mình không biết thời gian bao lâu thì nó sẽ hồ này để phun máu á. Nè đó, nó giảm tầm nửa máu đi thì nó sẽ super hồi máu. Nó còn 500 mấy triệu máu kìa. Không biết nó có hồi lại máu full nữa hay không đây. Tí để mà mình đánh nó còn một xíu máu mà nó hồi lại full máu chắc cay lắm. Thật sự đánh cái con này nó không dễ, không đơn giản chút nào bạn nhờ. Đó, mình đã cố cạp nó nãy giờ rồi đó. Giờ mà nó mà hồi máu nữa đi chắc khó chịu luôn á. Còn 200 mấy chục triệu máu nữa. Cố lên, cố lên. Được hồi máu nữa con ơi. Chơi xanh chín đi. Đứa nào hồi máu đứa đó là chó. Đứa nào hồi máu thằng đó là chó nha. Tao nãy giờ tao cũng chưa hồi máu lần nào mà mày hồi máu phải 3 lần rồi đó. Ừ, sắp được các bạn ơi. 6 mấy triệu. Cái nữa. Mày. Yes. Why? Wow. Đánh con này mệt phải chữa các bạn nhờ. Ui, nhưng mà quánh nó xong nó cho mình được cái gì á? Knight Armor Pack. Với lại được cái artifact full set. À, mình hiểu rồi. Cái bộ Knight Armor Pack này á, là khi mà mình tiêu diệt nó xong á, nó sẽ cho mình bấm mình xài một cái một thì chắc nó sẽ cho mình được 5 món. Còn hôm bữa mình grab cái bộ này á, do là mình unlock đồ á, mình xài cái tờ giấy mà unlock á, Enram nè, các bạn cho phép mình mới xài đó, thì mình lỡ mình grab bộ này 5 món sẵn rồi, tốn một đống nguyên liệu của mình luôn đó. Bây giờ nó cho mình cái này mình xài ra nè, đó. Nó cho mình được 5 món này mà các bạn nhìn cái lượng giáp kìa. What? Ui, các bạn nhìn giáp nè. 21.000 giáp nè. 42.000 giáp nè.
35.000 giáp nè, 33.000, 32.000. Ui rồi ôi, các bạn nhìn cái lượng giáp của mình nè, 155.000 giáp. What the heck, khủng khiếp rồi. Không biết với cái lượng giáp như này rồi, không biết con nào nó giết được mình. Trời ơi. Oh my god. Bây giờ nó cho mình thêm được cái artifact full set nữa, nên mình xài cái này. Nó cho mình được cái gì đây? Ấy. Wow, nó cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 cục. 21 cục artifact các bạn ạ. À. Vậy là trong cái map này nó có tối đa là 21 cục lận. Con mình quánh cho con nó xong là tự động full máu rồi nè các bạn thấy không? Mình không có cần hồi luôn á. Đỉnh vậy. Hay quá em ơi. Trời ơi, thời tiết mưa rồi cộng thêm sương mù nữa. Khó chịu thật sự. Đây nha. Đây mình đã có artifact rồi. 20 mấy cục. Xem coi. Cái artifact này thì mình chế được mấy cái đồ spawner nè các bạn. Đó. Bây giờ mình có thể là chế được mấy cái cục co này nè, để mà xâm ra mấy cái con này. Bây giờ là mình làm được mấy cái cục co rồi đó. Các bạn muốn mình sẽ spawn ra cái con nào đầu tiên thì các bạn comment phía bên dưới cho mình biết nhá. Con Raffert nè, con Warchief Odorek nè, hay là Nylock. Đó. Các bạn thích cái con nào thì các bạn comment phía bên dưới nha. Mình thấy nhiều bình luận mà spawn cái con nào thì mình sẽ làm con đó trước. Ok không? Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ làm cái con Reaper đi các bạn nhờ. Đây. Làm mấy cái đồ để tiêu hóa con Reaper đi. Rồi làm sao các bạn cho mình cái ý tưởng coi. Spawn ra con nào đây? Phải đi farm thêm mấy cục Ascend nữa về nè. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đi đi làm cách nào mà có thể tem được cái con Reaper kia đây nè, mới là vấn đề nè. Mình thì mình chưa tìm hiểu cái cách làm ra được cái con này tên gì ta? Nemletkin nè. Cái Nemletkin này thì hình như là mình phải đánh cái con Mega Reaper King thì sao á. Đúng không ta? Bây giờ để coi to transform Dino. Mấy cái này ngu người quá ta. Làm cách nào mình có được cái con Nemletkin nè. Nemletkin đây thì chắc là mình thử qua mình đánh mấy con bên núi lửa đi các bạn ơi. Mình cũng không rõ nữa. Sao để kiếm được con này thế? Mình quánh mấy cái con Reaper nè. Tìm đâu ra mấy con quỷ Reaper đấy trời. À đây Mega Reaper King nó này các bạn. Không biết chơi lại được hay không đây nữa chứ con quỷ này. Mấy con nào nó đánh được con này, con lấy rồng biển đi. Đu lên mày. Ui con này màu trắng luôn đẹp rồi nhỉ. Con này là giờ làm sao ta? Oh.
con này gần chết hay sao nó mới chích mình đúng không ta? Mình thử đi. Nếu mà không được thì mình giết nó luôn. Không biết là quá nó tầm bao nhiêu thì nó sẽ chích mình đây. Mega Ripper King mà mình phải tìm con Queen cơ, đúng không? Con Queen nó mới chích mình các bạn nhờ. Thấy mình hơi bị sai sai rồi đó. Gõ chết thằng nhỏ luôn nè. Trời ơi. Thì ra là mình phải đi tìm Queen các bạn ơi, nó mới chích mình được. Từ nha, nãy giờ nó cho mình được cái gì vậy? 30 cái pheromone. Cái là mấy cái gì nữa. Rồi chết rồi, giờ phải đi tìm cái con Queen. Con Queen này là làm sao ta? Name Alpha Nameless ha, phải không? Shadow Nameless. Ripper hay là mấy cái con như này ta? Mega Emperor Ripper Queen nè, Xenomoth hay là Alpha Ripper Queen ta? Mấy cái con này hình như là ở bên cái mod Remorphia. Còn làm sao mà để mình tìm ra được cái con nem lẹt kinh đó là làm sao các bạn? Bạn nào biết cái cách tại sao mà mình có thể thu phục được con đó hay không, chỉ mình với. Tới chỗ này là mình không biết làm sao rồi đó. Ở đây cũng có một cái con Mega King nè, nhưng mà con này hình như không phải. Để mình thử mình đánh nó gần chết rồi đó. Hay là mình phải bắt một cái con tự nhiên luôn nhờ, đúng không? Có thể là mình sẽ bắt một cái con tự nhiên đấy các bạn. Ripper Queen, chắc mình sẽ tìm một con Ripper Queen thôi. Tổng 12, 55. Đây, thử coi. 62, 55. Mình thử mình mang thai nó xong rồi mình đẻ coi. 62, 55 hả? Vậy là ở bên gì vậy? Ui, a đuôi the mega dragon. Ui, có nhà thằng nào ở đây nữa vậy nha? A đu, hình như là nhà NPC mà nhà tech luôn các bạn ơi. Có giàu vậy? Qua đu, nhà tech luôn nha. NPC mà được đấy. Bữa giờ mình không tìm thấy nhà thằng nào tắt, bữa nay mới tìm thấy nè. 62, mình là ngoài bờ biển đúng không? Bờ biển đây sẽ có một cái con Ripper cho mình nè.
255. Đâu ấy nhờ. À, như con này. Ủa. Mà con này Ripper King mà. Vô lý. Con này rõ ràng là mình sờ Ripper Queen đúng không? Là sao mà có con Ripper King ở đây ta? Là sao? Mà con này tem bắt siêu nữa chứ, chấm hỏi. Là như nào ta? Không biết luôn bạn ơi. Con này nó ghi là tem bắt siêu là như nào ta? Thì mà thử đập nó gần chết coi. Bọn này khó hiểu thật sự. Nó chết cụ nó luôn rồi bạn ơi, ngu người. Mình làm lẹ quá, chết nó mất tiêu rồi. Dead. Trời ơi, con này yếu dữ vậy trời, cạp hai cái chết queo à. Số 255 là 4058. Số 255 là đúng rồi đó. Hay là còn một con pin ở đây nữa ta? Đâu 40 58. Đâu vậy? Ripper ơi, bạn đâu rồi? Đâu ta? Không thấy đâu cả. Có các bạn ơi. King thì mình không nói nha, còn Queen đây nè. Thử bên này coi. 50 46. 50 50 46. Nó 50 46 là ở trong khu rừng này nè. Yeah. The Robo Dragon hết gì? Ramen the ARK. Sao ta? Gì mà mới thấy hiện thông báo nó Ramen đâu rồi? Đâu thử. Hết hồn. À, đây rồi, rong rim. Bắt lửa, con bắt lửa. Con này bắt trong tiếng Á đây rồng lửa các bạn ơi, được. Thank you.
không. Con gì boss vậy? Bionic Gigant version. Bên kia đang có một con Bionic. Cái con này khi mà mình quánh nó xong là nó có khả năng spawn ra được artifact hoặc là một cái con nào đó để mình có thể tem được luôn á. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Mày, chúng mày cứ đứng im đó. Tao là tao. Lấy mày. Lấy đại ca ra là tụi mày chết. Ngu mày. Cháy hả mày? Ngu đây. Đây rồi, nó xâm ra cho mình cái con có thể tem được các bạn ơi. Ngon lành cành đào luôn. Ây da, đừng cắn tao vậy. Ui giời ơi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý luôn. Thế là mình hốt được cái con Bionic. Từ từ nha. Nó ăn cái gì vậy? Furistic ORB. Rồi, là phải đứng đây đợi. Ừ, cái cục ORB này mình có nhà không ta? ORB. Hình như là chế được á. Đợi một xí nha mày, tao qua tao về tao tem xong. Tao về tao chết xong tao bắt mày luôn. Đang định đi tìm cái con Ripper mà ai ngờ gặp con Bionic này luôn à. Nếu mà trong tập này mình không bắt được cái con Ripper thì mình hỏi các bạn cái cách bắt thôi. Cái con Nemlethkin á là mình phải và tìm cái con gì để mà bắt được con đó các bạn. RB. Phải chế cái cục này không rồi ta. Giờ phải chế cục này à. Đúng không ta? Ờ được. Ôi, easy easy. Không có gì phải khó cả. Nhưng mà mình được thêm một mớ mấy cái artifact nè. Ờ ha. Bây giờ mình biết cách. Ờ từ từ. Hồi nãy mình quánh cái con kia xong nó cho mình 40 cục này. Ngu người nãy giờ không để ý. Trời ở trong người mình có các bạn ơi, mình không để ý. Sorry các bạn nha. Giờ mà quay lại có mất không trời. Mất thì cay lắm luôn á. Có 40 cục mà còn về chế nữa. Không chịu chắc to đồ. Đây, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Level 580 à. Tem. Oh yeah, what's that? Đây rồi, Bionic, Bionic Gigant. Còn im ta, Bionic. Con này chắc mang mấy cái yên của con Alpha hoặc là mang yên gồng là được rồi đúng không? Ê, ê, ê. Ây da, ây da, gì vậy đại ca? Sao ra con này vậy? Mày. Con nó cắn cũng đau chứ bộ. Không bao giờ. Mày chết mày chưa con. Con mình để tem thú thôi mà lấy đi quánh lộn luôn là các bạn hiểu rồi. Đây 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 đây. Dẹp cái con. Con gì đó. Dẹp con Ripper bên bên đi, mình test cái con Bionic này luôn.
nhà mình các bạn xây xây này, cái khung ở dưới nhìn nhìn ghê không? Mấy trăm cái foundation của mình đấy. Nhưng mà các bạn thấy mình xây được trên đây là cũng là hơi bị đỉnh cao rồi. Ghi gan gì mẹ không? Không được thì cho mấy cái yên rồng luôn. Kiểu gì cũng sẽ được thôi. Yên rồng là mặc cho tất cả các con mà. Lấy sẵn hai cái yên luôn. Thích cái nào thì quốc. Xem con này mạnh hay yếu đây. Đây, ừ, con, ui, từ từ nha. À. Rồi, rồi. Ngon luôn, ngon luôn. Wow. Con này nó có thể chế được artifact trong người. Hợp lý, hợp lý. Nay sừ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 à. 15 cục artifact có thể chế trong người nè, với lại thêm cái này là cái gì đây? Một cái này là nó cho mình ôn artifact hả ta, đúng không? Tí nữa mình thử chế cái này xem sao nhá. Rồi, con này bắt xong được bao nhiêu chỉ số coi. 141 triệu máu ạ. Cái con này chắc là máu chắc phải mấy chục tỷ quá. Dám lắm. Rồi hồi nãy nó mà xâm ra được một cặp luôn cho mình á thì ngon các bạn nhờ. Bắt về xong mà mình up cho nó được con baby con nó được nhân đôi chỉ số lên nữa là máu nó siêu to khổng lồ luôn. Con này lấy đi tăng boss nè, hợp lý. Thử test đam coi. Thắng nhẹ rồi. 36.000 đam nè. Chưa mạnh lắm. Được phải coi. Không có gì cả. C coi. Không có gì. X coi. Không có gì. Control không có gì. Q không có gì luôn. Ok kìa. Con này phế vậy. Không có chi gì đặc biệt à. Ờ. Con này không có chi gì đặc biệt hết trơn bạn ơi. Ủa nó yếu nha. Con này chỉ được cái máu trâu thôi chứ. Chứ mà không có chiêu gì đặc biệt gì, nhìn xịn xò hết trơn á. Con này chỉ được cái là chế đồ trong người thôi bạn ơi, chứ mấy cục artifact thôi. Trời ơi, nó cắn mấy con này còn không lên được máu triệu nữa mà. Có 642.000 đam. Nhưng mà xem máu, các bạn nhìn máu này nè. 2 tỷ 6 máu. Con này hiện tại hình như là máu nó đang là cao nhất tất cả thú của mình đúng không? Cái con máu cao thứ gì là cái con Dodo. Con đó nó 900 triệu máu lận, còn mấy con kia nó khoảng tầm 4-500 triệu máu thôi. Con Dodo mình là nhiều máu thứ hai sau con này, hiện tại là dạng thú của mình đó. Cũng được. Rồi, thử cầm con này về cho nó grab mấy cái artifact coi. Hay vậy ta. Wow. Giờ mình kiểu mình đang cần cái con nào mà có thể làm được artifact nhiều cho mình đó. Thì mình sẽ dùng cái con đó. Để nó đứng vào đây. Sau mà thử mình gom đồ coi nó làm artifact trong người như thế nào đây. Cái gì đây? Fusion Orb. Bỏ xác cho trong đây rồi cho nó gom được. Mấy cái cục ORB này thì dễ. Mấy cục crystal cũng dễ luôn. Nó để gần là nó grab được nè. À, ok la.
Hợp lý luôn. Đó, có bộ lượng chế như vậy là mình sẽ có được full mấy cái artifact trong người. Hay 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 hay. Một quân bài nữa giúp mình chế được mấy cái cục co này nè. Wow, giờ trong người mình một đống artifact luôn rồi. Hôm bữa mình đánh cái con boss nào mà mình được mấy cái trụ này nè. Trụ này nó cho artifact đúng không ta? Không, cái đồ này là nó cho tất cả nguyên liệu luôn. Còn một cái là đánh boss nữa kìa. Đó, cái này nó cho được mấy cái đầu trophy với lại được mấy cái cục artifact như là chao nè, grow với lại void, là ba cái cục này dùng để mà summon ra cái con titan băng nè, titan desert với lại một cái con titan forest nữa. Đó là ba cái cục này, void, grow là forest nè. Cái cục chao này hình như là chao này như là cái con desert đó nè, desert biomi nè, con này là forest nè, con này là băng nè. Ồ, hiểu luôn. Rồi mấy tập sau là khỏe rồi đó. Cất bớt đồ đi, nhiều đồ không. Rồi giờ đi tìm mấy con quỷ Reaper cái đã. Không biết tập này mà dài chưa ta, tập này hình như là được 40 mấy phút rồi đó. Mình đang suy nghĩ coi là mình có nên đi tìm thêm mấy con Reaper kia không ta. Reaper Queen nè, 78 72 à. Thử đi tìm mấy con đó coi. 82. Con boss Mega Manticore kia mình muốn đánh nó ghê luôn ta. Nếu mà tìm không thấy thì chút nữa mình sẽ quay lại mình sửa mấy cái con boss luôn. Ở đây có con Titan bữa giờ mình chưa bắt nè, con Desert nè. Thôi mình tạm thời mình cứ để nó ở đây đi, khi nào mà cần thiết á thì mình sẽ tem một lần ba con cái con Titan này luôn. 78 72 à, 78 72. Sao bị nghe nó vô lý đúng không các bạn ơi? 78 72 là ngoài biển mà, hay là bên cái mỏm đất bên chỗ rừng đỏ ta. Maybe tầm cái mỏm đất này nè. Chỗ này phải có con Reaper nha. Ây da, có nhà có bọn. Ờ đúng là có con Reaper thật. Con này là corrupted các bạn ơi, con này bị nhiễm phóng xạ. Ui mà màu đẹp, đẹp vãi nồi. Wow. Mình thử mình quắn mấy con này coi. Làm sao mà mình có thể mình cấy được một cái phôi trong người mình mới là hợp lý nè. Không thấy nó chích mình các bạn ơi. Vậy là không, con này chắc không được rồi. Buộc mình phải quánh nó thôi. À cái con này chủ yếu là mình cho mình farm được mấy cái nguyên liệu kia. Bộ tập gì đây. Đi rết nhà bọn này vui phết các bạn nhờ. À điều các bạn muốn đây nè, để mình lấy dân chơi ra clear nha, bọn này dùng một nốt nhạc luôn. Thank you.
bắn của ta. Súng, súng, súng. Nó có một súng là ngon. À đây 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 đây, rút một pin đây 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 đây. Thì ra là mi. Ngu hả, nó cắn mày chết bây giờ. Ôi Ripper King luôn các bạn ơi, một queen một king nè. Cái con king này thì mình có thể tem bằng KO được. Còn con queen này là mình phải để nó chích nè. Bây giờ mình sẽ để nó chích coi. Sao vậy ta? Hình như ta ghét vô cái con T-Rex mình hay sao á, ngu à. Ghét vô tao nè. Thường mấy con này nó sẽ đi với nhau một cặp. Đó, mình sẽ để cho con này nó chích mình. Đi đâu đây? Queen, queen. Không có dám xà mấy con đam to, tại vì con này nó quýnh một hit là nó chết liền rồi. Xà mấy con nào đam bé bé thôi. Hoặc là mình đánh nó là được rồi. Tại vì mình muốn tiến hóa cho biết thôi mà. Cứ dùng mấy cái con nào mà bé level thấp trước đi ha. Khi nào mà cần thì mình sẽ bắt mấy con level cao sau. Tí con này con có chích mình hay không đây. Thường thường người ta lớp mà thu phục con này á thì người ta sẽ cần đến một cái con như là con bọ các bạn, hoặc là con bulldog sẽ làm con này nó yếu bớt đi, chứ không thôi là cái con này nó được giảm đam đau lắm. Bây giờ mình có con bulldog hay là cái con Cyclone gì đó ở bên Aberration đó thì nó sẽ làm con này yếu đi. Đi đâu đây? Cái kiếm này hiện tại là của mình đang là mạnh nhất đó. Nhưng mà đánh mấy con này vô được có 800 đam mà các bạn thấy không? Để trước là làm là nó quăng, các bạn thấy bao nhiêu đam rồi? Mấy chục nghìn đam lận. Giờ còn có 800 đam đối với con này. Rồi sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp chạm với cái ngưỡng mà con nó chích được rồi. Khi nào mà người đó nó phát ra cái hào quang màu hồng hồng á thì nó sẽ chích mình. Bạn cứ được xem nhá. Gần chết thì nó sẽ chích mình thôi. Chết luôn à. Ok à. Nó chết mình ta. Hay mình sẽ bỏ đồ ra nhỉ. Rồi nó còn có một hit thôi mà nó không chết luôn kìa. Sao người ta nó không chích mình là không chích. À mình hiểu rồi, cái con này hình như là bắn xỉu nó xong rồi cho nó ăn cái king pheromone kìa các bạn ơi. Cái con này không phải là con Ripper ở cái map thường mà nó là con mod. Hèn chi mình đánh nó gần chết mà nó không có chịu. Hiểu vấn đề luôn.
cho mấy cục pheromone đồ. Ui giời ơi. Gì vậy? Bắn hoài ra. Nãy giờ chưa vỡ à? Ui từ từ. Cái bộ lạc này mang đồ origin luôn hả, ghê vậy. Nào đấy. Có một con dung bút nó cho element nè. Rồi luôn, vang thật sự. Cái con Ripper đó nó không có chích được. Lại coi, tìm một con Ripper khác nào. Ripper có Ripper này thử coi nhờ. 6255 là hồi nãy bên bờ biển bên kia đó. Hình như cái con nào mà nó không, nó có cái chữ mà nó tem á thì lúc đó mình nó mới chích mình kịp ha. Còn mấy con này nó có mà kiểu bắn xỉu nó luôn. Rồi là khác mod rồi. Ok ok. Hiểu luôn. Ui, chắc là mình sẽ hẹn các bạn bắt cái con Ripper đó vào tập sau đi. Còn tập này là mình không thể nào mà bắt được con đó rồi. Khi nào mà tìm ra được cái nha. Bắt được hết cái gì đây? À, mình mang được cái nón này là mình đỉnh quá chữa lắm bạn ơi, không sợ bị mù. Cái nón này thì gọi là vải cá nồi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đánh boss. Mình sẽ hẹn các bạn tập sau tem con Ripper đó sau nha. Giờ đánh mấy con boss thì con nó cho được cái gì đây? Có cái con Nagi gì kìa. Con Manticore nó bay dưới trên bầu trời kìa bạn, bạn thấy không? Có con Karentavis đẹp vậy. Ở đâu con này, con rồng. Rồng đúng không? Rồng gì đây? Alpha. Ember. Ui, ở đây tự nhiên có nguyên con Manticore tiếp trên trời à. What the hell? Đâu ra giờ đại ca, lại có giống gì trên đây đây? Từ cái gì vậy? Cái gì? Nghe cái tiếng gì vậy ta? Từ, mình sẽ lấy con nào Dodo Weaver. Dụ nó xuống dưới mới đánh được. Ê, tụi nó xuống thấp luôn rồi. Yeah. Trời, nó gọi ra cái gì mà summon các kiểu vậy? Vãi nồi. À, xuống đất rồi các bạn ơi, nó xuống đất rồi, cả là nó chết rồi. Xuống đất là bị mệt rồi con ơi. Tao mình chiến ở trong mình có nhạc rồi. Đâu rồi. Mày tuổi liền. Bạn thấy mày sức mạnh khủng khiếp của cái con Legendary này chưa? Ui, mày qua, mình tưởng mình bị văng game hết hồn. Anh đang định nói chào tạm biệt các bạn đó. Ui giời, đâu ra mấy cái con minion gì của nó một đống kìa. Clear khu này ngay lập tức. Có con robot gì đây là nhìn lạ quá nè các bạn. Ủa kìa, okay, con robot này là hình như là cái con do con Manticore nó gọi ra đúng không ta? Nhí cái con nó xong nó cho mình được cái gì đây? Ui bullet bat là cái gì đây?
Mở thôi coi nó cho được cái gì nhờ. Ui. Ây da, nó cho một đống mấy cái đạn luôn các bạn ơi. Holy shit. Ui, đạn mỗi loại là cho một đống. Được một cái Manticore Ascend rồi nè. À, cái cục này là dùng để spawn ra cái con tên là Hefe Hefetus. Ok. Được hai cái đầu trophy. Một cái yên Ascend Manticore này nè. Ok là. Điều nữa mà tìm được cái con God Manticore thì mình sẽ gắn cái yên này vô người nó và sẽ tem được con này luôn, giống như cái con Dodo Dodo Rexy hay là Dodo lúc mà mình bắt nó bên nó lửa đó. Cái chum vại này nó cho gì đây ta, thử coi. À, nó cho 500 với lại 250 mấy cái Ascend này nè. Ok là cái này nó cho gì đây. Cũng là cho đạn luôn nè. Ủa, cái này là cho cung. Mấy cái cung thuộc cái mod AG Reborn. Ồ, thì ra là như vậy. Uầy, từ từ nha. Có cái cung gì nhìn đẹp vậy? Cung ánh sáng à, thử coi. Bắn bắn cái coi bao nhiêu đam đây. Á đù, cung này bắn bắn nổ được luôn hả, ghê vậy. Ui chà. Được. Cũng được đấy, cũng được đấy. Con này được rồi. Con này được bao nhiêu turbo đây, thử coi. Ui 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 trời 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 trời. Lên cái con này để hành hạ người ta hả? Bắn cái bộ nó ỉa 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 như đời tới. Quái nồi. Con nào bắn như con heo thì tới công chuyện luôn. Siêu siêu mấy farm phân bón. Rim Duty ở đây vậy, đẹp nhỉ. Tao là mày mệt rồi. Cứ mỗi lần cái con này nó dán lâm ở đâu là chỗ đó là chỉ có lanh tanh bành thôi, không có gì mà chơi lại con này hết. Mỗi lần xài chiêu là lúc đó là mặt đất rung chuyển các kiểu rồi điểu luôn, sấm chớp đùng đùng. Đó, nó nghe mỗi lần bấm quy á, nó nghe nó đánh một cái một ghê vậy, dữ nhờ. Thằng nào đấy, summoner này. Ui, thằng summoner này đã được cái lá trắng kiểu mới được bảo vệ vậy đó. Thơm cho mày đó. Mày có lá trắng là mày chết rồi đó con không. Rồi biết muốn kiếm chuyện mình kìa. Chết hả mày? Bắn mày bây giờ. Rồi. Xong rồi, xong rồi. Tập này hơn một tiếng đồng hồ đó, chắc là mình sẽ ngừng tại đây thôi nhá. Rồi, chốt lại vấn đề như sau. Tập này bắt được gì ta? À không. Đại chiến với lại cái con The World Boss nè. Rồi bắt được thêm một cái con Bionic Gigant. Rồi, tập sau bây giờ mình muốn hỏi các bạn là cái con Nameless King á thì làm sao mình mới có thể bắt được cái con đó, rồi từ cái con đó mình mới có thể tiến hóa nó lên được cái con Alpha nè. Theo như là cái này nó ghi nè các bạn thấy không, Corruptino to Alpha One. Sử dụng cái con này, sử dụng cái evolution này cho cái con tên là Nameless King để tiến hóa lên Alpha. Thì bạn nào biết cái cách nào mà tem được cái con Nameless King nó thì chỉ mình phía bên dưới phần bình luận nha. Rồi.
Thêm nữa là bây giờ nó có mấy cái đồ để triệu hồi mấy con quái đó, các bạn muốn mình sẽ làm ra con gì trước? Đầu video mình có hỏi các bạn ở đó, vua chép ra phớt hay là bất kỳ con nào đây, mình sẽ cố gắng pha nguyên liệu để mà tiến hóa nó. Ôi, cái nguyên liệu mà đánh mấy cái con vô đình nó mới là khó đây nè, tại vì mấy con vô đình bữa giờ mình không có tìm ra trên bản đồ, cho nên là mình không biết là giờ tìm bọn nó ở đâu. Có thể là bây giờ mình phải xóa hết thú đi mình mới tìm được mấy con tên là vô đình đó. Biết công mà, ủa mấy con này là vô đình agent tam phích hả? Ở đây hiện tại có 3 con nè, bây giờ trên map là 1 2 3 4 5 6 7 8 con vô đình đó, mà mình thấy được có 1 con thôi. Rồi đó, mình sẽ đi quánh con này để mà lấy mấy cái cục vô đình trophy và vô đình element để làm mấy cái đồ triệu hồi mấy cái con với mấy con boss ra nha. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Bạn nào thích series này thì nhớ bỏ ra vài giây kéo xuống dưới like video, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.